Hello, hello, hello thỏ, hello thỏ bông, hello, hello thỏ bông có khỏe không? Dạ, em khỏe. Thưa chị, cho em ăn cái lá dâu này đi, cho em ăn cái lá nho này đi. Tụi ôi, sao mà nó ngon dữ vậy nè? Mùa đông sắp tới rồi, chuẩn bị mình không còn cái gì nữa nè mới ăn. Thỏ đen ơi, mày ăn từ từ thôi để cho thỏ bông ăn nhanh lên. Đó, hái lá mùa thu nè các bạn. Cho con thỏ ăn. Thỏ ơi, lá nho nè. Lên đây để kể chuyện cho thỏ nghe nha. Ngày xưa đó có một gia đình nọ dẫn hai con thỏ về. Một con thỏ đen á, thì lúc đó nó nhỏ tí tí, xong rồi nó ăn vậy nè, nó ăn vậy nè. Thỏ ơi, lên đây cho ăn nè. Ngày xưa thỏ mẹ biết thỏ mẹ từ đâu tới không? Tự tôi từ đâu tới kệ tôi bà, miễn sao tôi đang ăn à, để tôi ăn cho ngon là được rồi. Đó, các bạn thấy chục lan nó lên lưng của con thỏ bông chưa? Đó, chuồng thì không chịu ở đâu, không có em leo hết lưng thỏ bông nè, thấy không? Bây giờ đây đứa con gái mà nó nói đứng đây lâu thì mới thấy được. Đó, không cho nó ăn cái gì thì mới thấy nó leo lưng nè, thấy chưa các bạn? Đó, thỏ bông để im cho nó leo vậy đó, thấy chưa? Nó cưng chục lan dễ sợ chưa các bạn? Đó, không cho ăn thì mới quay được cái cảnh này các bạn ơi. Nếu mà cho ăn á thì mấy con thỏ lo ăn rồi chục lan lo ăn, đâu có biết được nó trèo lưng thỏ bông nó chơi đâu ha. Dễ thương chưa? À, hết con này đến con kia leo lên lưng kìa thỏ bông nè, dữ nhất đám nè, giành ăn nhất đám luôn mà không dám làm gì chục lan hết trơn á, cưng chục lan còn hơn con nữa. Đó, không phải là không phải cùng chung nòi giống các bạn mà cũng vậy đây. No, cái này cái máy quay phim không phải đồ ăn, vô trong này đang quay phim mà, đâu cho ăn đâu, đâu có cho ăn đâu mà ra đây, không có gặp những cái đồ quay phim, đồ người ta quay phim mà. Đấy, chuột lan nè các bạn. Đó, lúc này là không ăn đó nha, không ăn đó. Mình quay thử cảnh sinh hoạt à, đó, thấy không? Khôn không? Leo lên lưng người ta ngồi không? Đó, các bạn thấy rõ ràng rồi thấy không? Ừ. Tối ngủ cũng lên lưng. Mấy có gặp mấy phim nhanh nhân vũ không? Nó Thỏ mẹ ra đàn chi đâu có nằm gì ăn đâu. nằm xuống đó. Trời, thỏ mẹ ngon chưa? Nằm ngang qua người ta vậy đó. Đó, các bạn thấy thỏ thỏ trắng không? Giác ngang qua người thỏ đen dễ nằm ạch vậy đó rồi nằm đó luôn. Nó bắt trước Đó. con chuột ngang. Con chơi vậy khôn không? Thỏ kia cũng để im kìa. À, chơi vậy thành dấu cộng rồi. Cho miếng rau từng ô nè. Lên đây. Má chèo ngang này. Trèo 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 à, bây giờ đi lòng vòng ở trong vườn mót trái cây rồi. Đó, hôm nay vô mót trái Việt Quất. Việt Quất hôm nay chín thấy thương chưa nè? Chín đen luôn. Chín như vậy là ngọt, ngọt ngào lắm rồi ra. Chín như vậy là ăn ngọt lắm nè. Hái một trái ăn thử nha. Đó, như vậy mới đúng là trái cây chín nè. Mấy bữa mình hái toàn là hươm hươm thôi, bây giờ mới chín thiệt tình nè. Thiệt tình đó. Ăn ăn miếng nha, cắn miếng nha. Nhìn nè, ngon chưa, ngọt ngào đó, các bạn thấy chín chưa, cái ruột ở trong nè ngon ha. Hái thôi, ăn thêm trái nữa.
Ngon chưa? Ngon. Ngọt. Chua chua. Thơm. Mùi vị quất thì nó thơm nhẹ thôi các bạn. Hái, hái. Nhanh tay lên. Đã chưa này? Dưới ánh nắng đẹp chưa? Ú rớt rồi. Rớt rồi. Mỗi lần rớt là tìm không ra thôi. Bỏ đây. Rớt rồi. Bỏ vô. Ngon chưa nè? Còn nữa nè. Ánh sáng mà nó chói quá là mình quay mình thấy không có đều. Đó. Che lại, che lại. Thấy chưa các bạn? Hái ha. Đi mốt trái cây vui lắm các bạn. Tưởng tượng là sẽ hết nhưng mà nó còn cái mình thấy vui. Đó. Ngon lành chưa? Đen thù lui thấy gì đâu. Đó, hái Việt Quốc đi nè các bạn ơi. Hái cho nhanh. Đó, được ngon chưa nè. Ánh nắng đâu, chiếu vô đây cho các bạn xem nè. Nhìn trái Việt Quốc như vậy mới chín mọng nè. Thương chưa nè. Chừng này mà bỏ hết vô miệng nhai lụp bụp rọt rọt. Cái vỏ giòn giòn ăn ghiền lắm các bạn. Bỏ đây ha. Cái rổ này có thấy rõ không nhỉ? Đó, dễ thương chưa? Đẹp, 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 thiệt là đẹp luôn. Tiếp tục này hái trọc cây luôn. Rồi mùa thu sẽ rụng trọc lá luôn. Chỉ còn bộ xương khô thôi. Bộ xương khô đón mùa đông tới lạnh lẽo, tội nghiệp á. Công nhận mấy cây này nó tội nghiệp thiệt. Mà lạnh thì cây này mới ra trái các bạn. Không lạnh thì không ra được trái. Năm nào mà không có tuyết là trái cây này là ít trái lắm. Tại không có đủ độ lạnh để cho cây này nó đâm chồi nảy lọc vào mùa xuân. Mê chưa? Đó. Dễ thương thiệt. Rồi còn nữa không? Bạn thấy chưa? Dễ thương không? Đó, vẫn còn trái xanh này các bạn. Đó, tưởng đâu là hôm nay chín luôn chứ vẫn còn luôn. Đây nè, đây nè. Đây có một cặp. Cặp này ok. Trái này hái luôn. Bỏ vô đây. Hôm nay lại vui nữa rồi. Đây đây đây, bốn trái màu đen thù lui ở đây nè. Rọi qua ánh nắng xem. Ánh nắng nhiều lúc nó chiếu vô trái cây cũng đẹp, nhiều lúc nó chiếu ngược đó là mình quay không có được các bạn. Cái này quay ok nè. Bứt luôn. Bứt luôn trái xanh luôn. Mê chưa? Đó, thương, thương chưa nè. Thương thiệt là thương. Đã quá. Còn nữa không? Có cái bài hát gì mà giận thì giận mà thương thì thương. Cái gì rồi, cái gì nữa. Anh đi rồi thì em không chịu nổi. Có cái bài gì. Đó, mấy trái ở đây ok ha. Nguyên một chùm ở đây nè, nắng chiếu vô đẹp quá chừng. Đó, nguyên một chùm ở đây nè các bạn. Đã dính nữa không? Nắng chiếu vô ấm áp nè, hái nè. Đó, mấy cái trái này hái xuống nhìn nó tung tăng y như nó giỡn với nhau vậy. Đó, mê chưa? Mình thấy vậy chứ trái cây nào mà biết giỡn ha. Cây năm ngoái của mình nè. Còn sót mấy trái nè. Nó to, nó tròn lên nè. Bứt luôn. Ha. Hai trái đây nữa nè. Đẹp chưa? Ánh nắng chiếu vô quá đẹp luôn ha. Màu căng căng tròn tròn hồng hồng. Xinh quá là xinh. Bỏ vô đây. Đã chưa các bạn? Tí vô nhà ăn nha. Hôm nay cũng nhiều đó.
nhìn nó bộ ngon đây ạ. Hôm nay chơi lớn nha các bạn, bứt hết luôn đi, bứt hết trái xanh, trái non, trái già gì ngắt hết đi, chứ mình để mình quên rồi nó cũng rụng hết trơn rồi. Ngắt hết vô ăn tiệc, cherry xanh, đỏ, tím, đen đó, ăn hết nha. Để lại cuối mùa rồi hái hết, xanh thì ăn xanh, chua thì ăn chua, ngọt thì ăn ngọt, ngon thì ăn ngon, dở thì ăn dở. Chắc không có dở đâu, cherry Việt Quốc chứ, nói lộn hồi, này ngon lắm á. Mình thích ăn chua mà, chua là ngon. Đã chưa? La 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 la. Hôm nay bị tửng rồi các bạn ơi. Bị tửng rồi, vui quá là thành tửng tửng rồi đây. Hái sạch luôn. Biết là hôm nay là kết thúc mùa Việt Quốc à, tháng 10 ngày 19, 20 gì đó. Ngày hôm qua mình nói là cái video đó là ngày 18, là đúng ngày 18 đó các bạn. Con sao đo nè, ghê chưa nè. Nó đo đó, thì ghê chưa. Bạn thấy tận đó, mình quay cận cảnh con sao đo cho các bạn xem nè. Đo gì mà đo dữ vậy, đi tìm chỗ nào mà đo mà chui xuống dưới này nè. Thấy ghê chưa các bạn. Rồi nó nấp rồi. Rồi tiếp tục hái trái này đi. Tại vì khi mình quay xong video á, mình còn ngồi mình làm video hết nửa ngày nữa các bạn ơi. Đó, mình làm mấy tiếng đồng hồ mới xong, rồi đăng video lên nữa. Nó chạy 2-3 tiếng gì á, 2 tiếng mới lên tới trên online cho các bạn xem. Là khi mình quay trước là lúc đó mình nói là tới 8 tiếng sau, chắc 8 cho đến 10 tiếng hay 11, 12 tiếng gì đó mình mới đăng lên. Mà mình đăng lên chắc 12 giờ khuya là nó xong rồi. Mà mình ngủ quên đâu tới 3 giờ rưỡi, 4 giờ sáng mới giật mình dậy. Là nó đăng xong rồi mình mới post lên các bạn. Lúc mình giật mình dậy là mình ngủ mấy tiếng rồi mình mới post lên nữa là nó trễ cái video đó 12 tiếng. Quay xong 12, 13 tiếng gì á, nó mới tới tay các bạn xem. Cho nên mình nói ngày nó hơi xa xa. Các bạn nói sao hôm nay cô nói là ngày 18, ở bên đó ngày 19 mới đúng. Video mình quay lâu lắm, rồi làm phim nữa, xong rồi lên tới các bạn là nó đã trễ cái lúc mình quay khoảng 10 tiếng đó các bạn. Đó, chứ không phải là mình nói sai ngày, mình nói lúc đó nhưng mà mấy tiếng sau mới làm xong video rồi mới đăng lên cho các bạn xem là nó đã trễ giờ rồi. Đó, rồi hái được chừng này Việt Quốc, ngon chưa các bạn ơi. Nhìn thương ha. Lúc lắc nè, đã chưa nè, đó mê con mắt chưa. Rồi đi tìm thêm cái thứ gì nữa hái tiếp. Hôm nay đi mốt mâm xôi rừng nha các bạn. Mâm xôi mọc hoang, mọc hoang tại nhà mình luôn, không có dọn thì nó mọc lên thôi. Thì mùa này không có ai mà đi hái mâm xôi hết á. Hết rồi không ai hái ấy. Thì mình đi tìm những cái trái mà lúc đó mình hái nó còn sót lại, nó còn hoa hay là nó còn non gì đó. Bây giờ này các bạn, nhìn ngon chưa ha. Đó, nhìn ngon quá, ăn trái nha. Ăn thử trái. Thôi không ăn đâu, hái thôi. Đó, bây giờ mình sẽ lội xuống dưới cái hố này, mình xem có trái mâm xôi nào còn sót lại thì mình sẽ hái nha các bạn. Đó, ông xã mình cũng đổ đất càng ngày càng cao, càng cao. Thì đi xuống đây càng sâu các bạn. Lúc trước nhìn cũng có vẻ ok, cạn cạn, mà bây giờ lấp hết trơn rồi đây nè. Ao ao, ghê quá. Sợ quá các bạn ơi. Nó trượt nè. Ở dưới này nè, ghê chưa. Cái hố nè, có trái nào không? Đây nè, có mấy trái nè. Hái ok ha.
Ở bên kia, bên cái kho bên mình bên kia còn nhiều mấy trái này. Ít này. Nó bị dồn dập dưới này vẫn còn trái non này. Wow, các bạn thấy nguyên trong cái lùm kia kìa. Gai không à, không biết con nào mà nó chui vô trong này nó sống được mà mấy con thỏ. Mấy con thỏ rừng á, sáng sớm mình ra mình thấy ở trong này nè các bạn. Thỏ rừng á, thích gai của cây mâm xôi lắm, núp ở trong này nè, ăn cả gai cả lá luôn. Cho nên mình thấy thỏ rừng ăn cho nên mình mới bắt chước. Thỏ rừng mình hái mâm xôi đen này nè. Đó, mình cho thỏ nhà ăn. Thế là thỏ nhà ăn, thỏ nhà thích luôn. Cùng loài thỏ với nhau mà các bạn, ăn giống nhau hết. Có gì nữa đâu các bạn. Có chùm chỗ này thôi. Hái hết chỗ này rồi qua chỗ kia hái nha. Đó. Nghe chim nó hót không? Chim nó núp ở đâu đó, nó hót. Ngày xưa ở Việt Nam thì mình chỉ biết trái dâu tằm thôi. Thấy ở trước cổng nhà ba mình hồi đó ông trồng mấy bộ dâu tằm. Thì chưa kịp chín là đã hái ăn sạch hết rồi. Ăn từ lúc dâu còn xanh đó kìa. Ít có khi nào mà thấy được trái chín lắm, lâu lâu mà thấy được trái chín á là mừng lắm. Tại mình ăn lúc nó hườm hườm là mình lo mình ăn rồi, lấy đâu mà chín mà thấy nữa. Đó. Bên này thì mùa hè mấy tháng trời mâm xôi có đầy đây nè. Mà đâu có hái đâu. Gặp hồi nhỏ là mình hái hết rồi. Ở bên này cũng có nhiều trái cây quá. Con nít ở bên này nó cũng đâu có thích cái trái này đâu các bạn. Với là gai nữa. Con nít ở bên này nó ít có phải đi ra ngoài hái trái cây giống như bên Việt Nam mình. Bên Việt Nam mình làm trẻ thơ nó vui hơn các bạn. Tuổi thơ nó dữ dội hơn. Ở bên Mỹ thì con nít nó đi chơi ở chỗ nào, cái khu vực nào mà có vườn rẫy rồi đó, ta trồng sẵn nó vô nó hái ok. Chứ mà biểu mấy đứa nhỏ ở xứ Mỹ này mà đi hái trái rừng á chắc không đi đâu các bạn, ít lắm. Ít có đứa nào hái lắm. Mấy đứa con mình mà biểu hái mấy trái này nó bỏ chạy xa nè, sợ gai chích. Còn hồi nhỏ mà biểu mình hái là mình hái liền đó nha. Lúc nhỏ mình không ngại gai chích đâu. Đó, đi hái mấy trái thù lù hồi nhỏ đi hái nè. Xém chút xíu là rớt giếng các bạn. Nghĩ lại thấy ghê thiệt đó. Hồi trước nhà mình, ba mình có mua một mẫu rưỡi đất ở trong cái rẫy sông Ui mà ở dưới Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai đó các bạn. Đó, ba mình vô đó trồng cà phê. Rồi trồng 6-7 năm gì đó. Lúc đó cà phê ra trái rồi. Mà làm cà phê các bạn. Cà phê mà ba mình ươm từ hạt lên. Mà trồng tới 6-7 năm gì đó. Lúc đó thấy ra bông ra trái hết trơn rồi. Tự nhiên lúc cà phê ra bông ra trái thì không có chịu ở trong rẫy nữa. Lúc có kết quả rồi thì lại không muốn ở trong đó, lại muốn dời nhà ra một cái khu chợ ở các bạn. Mua cái nhà gần cái chợ ở. Chợ lúc đó là chợ Xuân Đà là phải. Xuân Đà đó. Không biết các bạn nào ở Đồng Nai mà ở Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai á, chắc biết chợ Xuân Đà. Ở đó thời gian mình ở đó là mình học từ lớp 2 cho đến lớp 9. Xong rồi mình dời lên trên Biên Hòa. Giờ lên Biên Hòa học à, học cái trường ở trên Biên Hòa. Mặc bao tay lộn ngược vậy ta. Mặc bao tay gì chập nó rách hết trơn các bạn ơi. Đó, đụng vô gai là nó xước, nó rách hết. Thấy ghê quá. Lúc nhỏ đó, mình ở trong rẫy, vườn rẫy của ba mình đó. Ba mình làm cà phê đó, ổng ở trong rẫy chắc làm cà phê chắc cũng 8 năm. 8 năm hay sao đó. Có trồng chuối, trồng cà phê, trồng bắp vậy đó. Mà lúc đó mình là chắc 7-8 tuổi gì đó, đi theo ông anh của mình. Ông anh của mình dẫn đi hái trái thù lù. Mà thù lù đó, nó chín cả vạt luôn, nó chín mà đỏ, nó vàng hết trơn mà cái lá của nó. Nó chín nó cái vạt lá của nó cũng vàng luôn mà cái trái của nó nâu nâu, cái vỏ nâu nâu. Hái nguyên một túi áo luôn.
xong rồi rủ đi hái cái lá xăm xăm đó để về cho chị mình, chị mình vo ra để làm xăm xăm. Làm xăm xăm ăn. Xăm xăm ngày xưa làm sao mà không biết ai chỉ là làm xong rồi bỏ kem đánh răng vô trong đó nữa. Trời ơi, thế nghĩ lại thấy ghê quá. Bỏ kem đánh răng thì nó mới đông. Không biết sao bây giờ mình thấy xăm xăm vò không, mình để một chập là tự động nó đông lại mà sao. Rồi còn chỉ là bỏ cái gì đó tro bếp vô nữa. Tro bếp mà nó tàn rồi, nó có cái trắng trắng ở đây, nó lấy tro bếp bỏ vô xăm xăm thì cái lá xăm xăm mình vò ra cái nước nó mới đông lại. Đó. Ông anh mình cũng dẫn đi hái xăm xăm mà đi không biết bao nhiêu cây số, chắc 1.5 cây, 2 cây số mới có được dây xăm xăm. Mà xém chút xíu nữa là mình rớt giếng rồi các bạn. Cái xăm xăm nó mọc gần cái miệng giếng ha, cái giếng đó nó có cái lỗ. Nhưng mà nó không có cái thành giếng, người ta đào xong rồi người ta bỏ hoang đó. Mà cũng không có đậy nắp gì lại, mà cũng không có rào gì lại hết trơn á. Xong cái mình bước thêm bước nữa, mà ông anh không biết cái chỗ là có cái giếng. Thêm một bước nữa thôi là mình lọt xuống cái giếng rồi. Ông anh cũng kêu ngừng lại, không có được bước nữa. Đó, ở đó là cái giếng, ông biết ở đó là cái giếng. Có người chỉ cho ông biết. Cho nên mình không bước tới đó thôi. Xong mình nhìn xuống, mình vạch cỏ ra, mình nhìn xuống mình thấy wow, cái giếng nó sâu hoảng mà phát khiếp luôn, đi về luôn các bạn. Ghê chưa, lúc ở trong rẫy đó. Còn lúc đó nữa, cô em của mình, cô em gái của mình đó, mỗi lần đi trong rẫy mà đi vệ sinh đó, ngồi ngay gốc điều á, đi xong rồi đứng lên bứt lá để chùi để lau. Mà bất làm sao mà gần ngay con rắn lục á các bạn. Con rắn mà con rắn xanh á, mà nó quấn lại mà nó bự lắm. Nó quấn ở trên cây điều á. Đứa em thò tay lên định bắt con rắn. Đứa em lúc đó 4 tuổi rưỡi hay 5 tuổi gì đó. Nói là chị ơi, cái con gì mà nó đẹp chưa. Trời ơi, con rắn lục cái nhìn nó ghê quá. Mà nó kêu đẹp chưa, nó định bóc. Mà lúc đó cô em gái mình mà bóc vô một cái là nó cắn cho cái bụp một cái là xong luôn rồi. Lúc đó ở trong rẫy xa quá mà cắn là chỉ nằm đó mà chờ thôi chứ đâu có ai mà cứu nổi ha. Nghĩ ghê thiệt. Đó, rồi đang ngủ ở trên giường á, xong rắn nó bò vô nó nằm chung mình luôn. Nằm kế bên nó sợ quá cho nên ba mình không có làm rẫy nữa, cho nên dời ra mua nhà ở gần một cái khu chợ ở đó để cho mẹ mình buôn bán. Đó, ngày xưa là vậy. Kể chị ngày xưa là kể không hết luôn. Rồi lúc đó mấy tụi mình ba mẹ làm rẫy là mấy tụi mình đi học là phải ra nhà bà con ở học 9 tháng xong rồi nghỉ hè lại vô rẫy. Riết hồi thấy thôi ba không làm rẫy nữa, nghỉ rẫy để ra ngoài thành thị ở để cho mấy tụi mình đi học chứ đi xa quá. Nè, cái tường nhà mình đã đổ xuống tới đây rồi nè các bạn. Đó, đổ nhóc rồi trên kia. Giờ mình sẽ đi tới chỗ khác để hái trái mâm xôi nha các bạn. Đó. Lúc ở trong trong rẫy nhà mình đó, ba mình cũng trồng cà phê nhiều lắm, cà phê mà nó tới bây giờ mình cũng muốn trồng thử một cây cà phê để mình hồi tưởng lại cái cảm giác, cái ký ức của mình lúc mà bé, lúc nhỏ nó như thế nào. Nó lúc nhỏ nhỏ đó. Đó, giờ đang leo lên này. Đây. Các bạn ơi, hôm nay thì đi mót những trái mâm xôi mọc hoang thì ở trong vườn nhà mình đây. Đó, thì bây giờ còn trái nào thì mình hái trái đó cho các bạn xem nha. À, các bạn cũng gửi thư yêu cầu. Các bạn yêu cầu hái trái gì là ra là thấy trái đó rồi các bạn. Mình nghĩ là không còn mâm xôi đỏ, mâm xôi đen gì nữa hết. Nhưng mà ra đây vẫn có nè. Đó, giống như là nó hiểu ý của các bạn hay sao á. Vẫn còn để hái với mùa này làm gì còn mâm xôi để hái ha. Ok, giờ hái. Cái gai này hái nó còn sống, nó cứng á, nó vướng theo các bạn. Gai không là gai. Lấy răng cắn ra. Một trái đầu tiên. Rồi, hái. Nghe chưa? Đây có một chùm nè.
chùm này trước đi. Kể chuyện về cái rẫy nữa các bạn đó. Cái rẫy đó ông ba mình ổng một mình ổng làm thôi, ngày nào thấy cũng ra vườn làm hết. Từ lúc trước nhà mình ở Xuân Đà, Xuân Đà, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai gì đó, xong dời vô rẫy ở. Cái ba mình dời mấy tụi mình vô trong đó luôn, dẫn mấy tụi mình vô trong rẫy ở luôn. Rồi ở trong đó cũng vui. Mình chắc giống ba mình hay sao đó, thích trồng cây cối lắm. Nên ba mình cũng thích làm rẫy nên ổng mới làm. Nhưng mà làm một mình mệt lắm các bạn. Lúc đó phải không đủ nước để tưới cho cà phê đó. Rồi trồng cà phê phải bón phân này phân kia. Nhiều lúc bón phân mà cà phê nó hạ đó, bán không đủ tiền phân mà để bón luôn các bạn. Cho nên trồng thời gian cũng chán. Không trồng nữa thì bán rẫy thôi. Nhưng mà cái thời gian mình ở trong rẫy đó chắc được một năm mà hai năm gì đó, mà cái ký ức nó còn hồi luôn. Giống như mình rất là thích những buổi sáng mà mình ở trên cái gác á, cái gác xong rồi sáng cái trời lạnh khoảng 6 giờ sáng cái nghe gà gáy á các bạn, gà gáy o o o, rồi gà trống gà mái gì kêu rồi đập cánh rồi tùm lum. Cái mình nhìn xuống cái vườn cà phê mình thấy bát ngát là hoa ha, hoa trắng thiệt là đẹp. Xong rồi mình nhìn ra cảm giác mình nó còn nhỏ, mình rất là còn nhỏ, nhưng mà mình cảm thấy nó yêu cuộc sống này làm sao, nó thiên nhiên á, nhìn mê lắm các bạn. Đó cái mình ở trên lúc đó 8 tuổi mà cũng biết suy nghĩ là cảm ơn ba, giống như là ba đã trồng cho mình ngắm được cái vườn cà phê nó nở hoa nó đẹp như vậy đó, mình được có cảm giác mà thích như vậy đó. Mình cảm ơn mà mình nghĩ trong đầu mình thôi chứ chẳng bao giờ mà mình mở miệng ra mình nói à con cảm ơn ba, rồi ba trồng cho con nhìn cái vườn cà phê đẹp hay gì. Hồi đó mình chỉ biết đẹp thôi chứ mình đâu có biết là trồng là để thu, để bán, để lấy tiền, chả biết gì hết. Hồi nhỏ ngây thơ có biết gì đâu, chỉ biết cơm có cơm thì ăn, rồi mẹ sai hái rau thì hái rau, rồi giả tỏi thì giả tỏi, chứ mình đâu có biết ở trong gia đình cái cuộc sống phải vất vả, phải làm ra tiền để nuôi con nuôi cái, mình không biết sau này khác. Rồi cái hương thơm cà phê nó bay lên, mình ngửi vô một cái là coi như tâm hồn của mình còn con nít mà sao mà nó xôn xao ở trong lòng, nó khó tả lắm đó. Nó thích làm sao á, cho nên mình mới biết là mình yêu thiên nhiên đến như vậy. Yêu từ lúc bé thơ mình đã biết cảm giác đó rồi, cho nên tới bây giờ thích trồng cây trồng cối, mà thích cực kỳ thích luôn các bạn ơi đó. Rồi lúc ở trong rẫy đó mình nhớ là ba mình có trồng khổ qua nè. Khổ qua lần đầu tiên mình mới thấy được trái khổ qua, trái đậu đũa nó như thế nào ở trên cái cây đó. Thì khổ qua cái ba mình trồng chữ giống như hai cái cây chống lại giống hình chữ A vậy nè. Xong rồi cái cho khổ qua nó bò lên nó ra trái gì đâu mà nó ra, mà hồi nhỏ mình đâu có biết đường ăn khổ qua đâu. Tới bây giờ thèm thì không được ăn. Mà cái xứ của mình ở chỗ Mỹ này, ở bên tiểu bang của mình này, trồng khổ qua sao khó chừng. Năm nào đó mình trồng được có mấy trái mà mình hái mình quý hơn vàng nè các bạn. Trồng nó khó quá, mà trồng 2-3 năm mới được 1 năm. Sang năm trồng tiếp thử xem sao. Năm này á, sửa vườn cho nên không có cố gắng trồng. Đó, hái được mớ mâm xôi với vị quất nè các bạn. Làm sao để mình lựa vị quất riêng đi ha. Nằm chung hết luôn. À, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ hái thêm một ít đậu nữa. Đây nè, mấy trái đậu nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.